Ryan, jump. Oh, fuck. Ah! Ah! Oh, God! Ôi! Ah! Ah! Rồi. Rồi. Bố mày vậy rồi. Này. Có nên mở cái voi activate không nhỉ? Hay là để put to talk? Mà nó nghe được hết. Tự nhiên đang im có con xe máy bên ngoài nó phóng qua cái vệ con ma nó nghe thấy đâu. Con ma này tên là Eric Harris. Ok, thì nhiệm vụ của mình trong cái game này tìm được phòng con ma và mình biết được con ma này là loại ma gì. Ở đây mình giải thích nhanh thôi. Mọi người thấy cái đèn tím tím này không? Để soi vân tay. Có ông nào nó cầm cuốn sách trên tay không? Lăn chuột. Đấy, cái cuốn sách đấy. Con ma mà viết kiểu cụ chúng mày cái gì đấy là chứng tỏ là mà freezing okay. Temperature. Cái này cũng đúng như cái tên của nó rồi. Tiếp theo là cái DOT projector. Nó phát ra rất là nhiều tia laser. Nếu như mọi người thấy con ma đi qua cái máy này là biết được. Này, đi đông ấy. You here? Tiếng đai, nó bảo đai. Không, con này thân thiện lắm. Nó chỉ bảo là bye thôi, không phải đai đâu anh em. Bye à? Are you friendly? Nó nói đến. Yes đấy. Này anh ơi, lại phòng tập thành viên 4 người còn 3 người thì ai chịu trách nhiệm cho người còn lại? Cái đấy chắc là công ty bảo hiểm đấy. Anh không làm công ty bảo hiểm. đây, mọi người nhìn thấy con này không? Gấu bông. Đây là con gấu bông Voodoo Doll. À, có tất cả là khoảng chục cái kim đang cắm lên người con này và khi nào cái kim cuối cùng cắm vào tim nó ấy, là con ma sẽ đi săn. Đến giờ rồi. Tiếng nhau. Nó ok, mọi người chắc là mình tạm thời ra khỏi nhà một tí đi. Ra khỏi nhà tí đang hơi nguy hiểm. Đấy rồi. Nhưng mà sao mình xuống tầng đi, mình xuống tầng một tí đi anh em, mình xuống tầng một tí đi, không phải là đang sợ hay gì đâu. Cái kiểu cười đấy chắc chắn là không sợ đâu. Nhưng mà ai đang dùng đèn pin ông nội đấy? Sao không dùng pin thường? Đây, đèn pin ông nội đây. Sao lại dùng đèn pin ông nội? Đèn pin ông nội ạ. Sao nghĩ được ra cái tên? Đèn pin trong cổ. Này. Này là. Trông hay quá. Ok, làm tí giao tiếp nhỉ. Give me the sign. Chờ tao đi đái cái tí tao quay lại. Ôi vừa chạy qua kìa. Nó vừa chạy ra ngoài kìa. Ôi mọi người thấy không? Có, nó chạy đấy, tiếng cửa. Chắc chắn là người rồi. Ôi cảm ơn vì thông tin nhá. Ôi không nói không biết luôn á. Sáng liền tôi anh em. Xe máy ở đâu ấy? Give us a sign. Cứ âu. Hay là mình bóc kim với con kia đi cho nó sâu cho sâu. Được đấy, thì ý tưởng đấy. Đợt phát nữa này, phát này hơi liều đấy. Ôi thôi. Rồi, tạm biệt anh em, tạm biệt 17. Ê, thắng cuộc chết rồi. Ôi, chết vừa hố 17 rồi. Con mẹ sợ quá. Chạy ra ngoài ăn biểu à? Sợ. Chết rồi. Ai chả biết. Ai, ông mà bú hết thuốc rồi đấy. Còn đúng một lọ đấy. Mẹ có 4 lọ. Đi một chuyến về còn 1 lọ. Ok. Có viên thuốc ở đây ngon nhỉ. Bây giờ mình mang cái camera vào trong nhà tắm. Không, hay là hay là cách này hay hơn này. Bé Ember. Bây giờ ông có camera trên đầu đúng không? À. Đi vào nhà tắm đi. Đâu, thế giờ mình phải làm gì trong này? Mình đi vào đây 17. Ê, đèn chập. Ok. Alo, mấy anh em có sống không? Em. Có thể bảo mẹ bạn có sống? Em biết nó đi qua mặt em. Có sống? Mẹ mấy bố chạy trước đóng cửa, kinh vãi. Mẹ em ơi, đấy anh em chạy nhanh vãi. Cái thằng ở trong phòng đéo chạy đi hết mình. Mà nó radio không. Dày thế. Ôi, tiếng gì đấy? Radio. Em bật đấy, radio. Đấy là paranormal đúng không? Đấy là para 17. Sao gắn lắp được camera? Camera. Vừa đứng đây thì nghe tiếng. Ủa, vô biến mất rồi. Ê, camera bị nhiễu này. Trốn đi. Chết. Đi. Nó đang đi. Nói. Nó lại đứng ở cái giường. Tê. Báo rồi. Nice. Đi trên bờ to thế. Nhìn con. Ra ngoài mọi người, đông sẵn đâu, ra ngoài đi. Đừng tin. Đấy là con ma fake đấy. Phan Hoàng thật mà, không phải fake đâu. Hứa. Chứng minh anh là Phan Hoàng thật. Mà không cần nói ra anh là fan hoàng thật. Anh thích sở vũ. Ok, coming out. Con này vừa gái lại còn vừa già, kinh quá. Vẫn ăn được, anh thích cái gu như này. Mọi người ra ngoài đi, an toàn. Tâm, an toàn rồi, ra ngoài đi, hứa, đang ở trong nhà đây. Oh shit, not good. Trốn đi anh em ơi. Nó sắp đi rồi. Ai đó? Thôi tạm biệt em nhá. Em phải đi qua rồi, go. Meanwhile. Em ơi, 17 đi rồi. Ê, má mày khó quá mọi người, không chơi má mày đâu, sợ mất rồi đấy. Ra ngoài đi, đi về thôi. Are you friendly? Are you French?